chào cả nhà. Hôm nay Nghi Nguyễn Cuộc Sống Ở Bỉ sẽ vẽ cái chiếc áo đầm này nha. Áo này là áo đa đầm liền quần. Đây, xin Nghi sẽ cho các bạn xem nha. Đây, hôm nay Nghi sẽ vẽ cái áo này đây. Đó, cái này là mặt trước, này là mặt sau. Đó, này là dạng như là đầm liền quần luôn nha cả nhà. Đó, vậy đây. Mặt rất là đẹp. Đó, bạn ngang qua xong rồi thì các bạn sẽ lấy cái ngang ống là 36, bạn làm dấu cái rồi dài quần là 93, thì từ cái miếng gạch này các bạn lấy lên đây 93 phân, bên đây cũng 93 luôn. Đó, 93 luôn, thì các bạn sẽ dùng thước gạch ngang qua. Đây là cả nhà ơi, sau khi Nhi đã vẽ xong rồi nè, bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn kỹ gõ lại cho các bạn dễ hiểu nha. Đây, Nhi bắt đầu Nhi sẽ hướng dẫn cho cả nhà hiểu rõ là từ cái vẽ cái quần và cái áo như thế nào luôn. Đây, trước tiên là Nhi sẽ chỉ các bạn vẽ ống trước. Thì từ cái miếng này qua đây các bạn dùng thước gạch ngang qua. Khi các bạn gạch ngang qua xong rồi thì các bạn sẽ lấy từ cái miếng lai ngay làm dấu này đi qua đây là 36 xăng. Đó, đây, Nhi có ghi đây, ngang ống là 36. Đó. Rồi kế tiếp thì các bạn sẽ cho cái chiều dài từ cái mí này. Các bạn sẽ giả dài lên là cái dài quần. Để dài quần là 93. Thì 93 thì các bạn giả lên tới trên cái đỉnh này. Đó là 93. Thì 93 thì bên kia Nhi, các bạn cũng từ cái mí la dưới. Các bạn giả dài lên. Cũng là 93 ngay đỉnh này. Thì các bạn sẽ dùng thước gạch ngang qua. Khi gạch thước ngang qua rồi thì kế tiếp thì các bạn sẽ vẽ cái lưng. Thì từ cái mí này, từ đây một phân đường mai, thì từ cái mí một phân đường mai này các bạn sẽ vẽ qua đây là 22. Đây, như có ghi đây là 23 xăng. Đó, từ cái mí này qua tới mí này là 23 xăng ha. Thì từ cái mí 23 xăng xong rồi thì các bạn sẽ lấy từ cái điểm này, các bạn lấy lên đây là 3 phân, 2 phân rưỡi, 3 phân cũng được. Đây, như có ghi là 2 phân rưỡi. Thì các bạn sẽ vẽ bầu cái lưng qua đây tới cái sườn. Đó. Rồi, khi từ cái sườn xong thì các bạn sẽ lấy hạ xuống túi 16 xăng là đây. Là hạ túi, túi xéo. Rồi từ cái mí điểm của cái đường mai này thì các bạn lấy qua đây 5 xăng. Các bạn sẽ dùng thước vẽ thẳng xéo xuống đây là miệng túi. Là 5 xăng nè. Đó, từ đây qua đây 5 xăng. Ha. Rồi kế tiếp thì các bạn sẽ vẽ từ đây hạ đáy, lấy điểm này. Không lấy điểm trên đây nha. Đây, lấy điểm chính này, điểm dài của cái quần, lấy xuống đây. Hạ đáy thì 34 xăng. Hạ đáy. Rồi cái đầu hạ đáy xong rồi các bạn gạch thước ngang qua. Thì các bạn sẽ lấy cái 36 xăng này, các bạn lấy vô đây 5 phân. Đây, 5 phân đặng vẽ vòng cong của cái đáy. Đó. Rồi. Kế tiếp thì các bạn sẽ dùng thước gạch từ trên đáy này rẽ dài xuống cái ống và chiều hao một phân đường mai hai cái thân trước thân sau. Đó, bây giờ kế tiếp là các bạn vẽ từ cái mí này, từ cái mí kiểu gì chiều dài của cái lưng cái quần thì lấy xuống đây là 3 xăng, thì các bạn sẽ vẽ xéo lên tới trên, đụng tới trên đây luôn, ngay chân giáp của cái dài quần luôn, là cái này là cái đáy trước sẽ ngắn hơn đáy quần. Đó, cái ly quần thì Nhi cũng lấy từ cái mí này, mí chính thành phẩm này Nhi lấy qua đây là tới cái điểm giữa của cái ly này là 8 xăng. Thì 8 xăng Nhi sẽ gạch thẳng xuống, dài cái ly quần này là 16 xăng. Thì chia đều ra là từ cái mí này qua đây là 1 xăng rưỡi, từ mí này qua đây 1 xăng rưỡi, gạch xéo xuống. Rồi từ cái mí 1 xăng rưỡi này lấy qua đây 2 xăng. Từ cái 2 xăng này lấy qua đây 1 xăng rưỡi thì gạch thẳng xuống. Rồi các bạn dùng thước gạch xéo đều hai bên là 1 xăng rưỡi. Rồi cũng từ cái mí dài áo các bạn lấy hạ nách xuống là 12 xăng. Đó. Thì các bạn gạch thẳng xéo xuống ngay chân cái điểm 54 xăng rưỡi này, rồi các bạn sẽ vẽ vòng cong của cái nách thẳng qua đây là 16 rưỡi nha. 16 rưỡi tới mí này. Rồi từ đây các bạn chừa một phân đường mai, các bạn gạch thẳng lên cái ngực. Còn cái thân này là như vẽ này là một cong mà đôi chuyện là vừa thân trước vừa thân sau. Rồi từ cái mí này như các bạn lấy xuống đây là 3 phân, là cái vạt trước á, vạt áo thân trước á là 3 phân. Thì các bạn từ cái mí này, các bạn từ cái mí sườn bên đây các bạn đánh bầu qua tới bên đây nha. Áo này là thân trước thân sau đều nối cái đường sống giữa nha cả nhà nha. Đó, cái to bản của sợi dây dây áo nha cả nhà.
dài dây thì 18 cm, ngang dây thì 2,5 cm. Đó. Vậy thôi, Nhi xin kết thúc video đây nha. Xin các bạn nhớ xem và ủng hộ comment cho Nhi Nguyễn Cuộc Sống Có Bỉ nha. Bye bye.